Ok, hello anh em đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục nhảy ở cái khu thung lũng này đây. Này cái khu thung lũng rất là quen thuộc cùng với anh em. À, nói hơi nhầm rồi, quen thuộc với mình. Đấy, chứ với anh em thì hơi sai. Xuyên AK này, AK thì bá ở đây rồi. MP90 à. Đấy thì MP90 nữa, cũng khá là ngon máu kìa. Xuyên. Thế này thì ai bá hơn mình nữa, được xuyên. Đấy thì nãy giờ chỉ có ba lô luôn. Nếu mình đi lòng vòng đây mình nhặt ba lô cái đã. Chứ với cái skill này mà không có máu và rất là ít máu luôn. Mỗi rồi thì mình sẽ nhặt thêm máu đi. Cho hai bình máu chứ một bình thì nó bắn mình thì cắn xong thì lấy cái gì mà cắn đến sau. Ok, thì chuyển lên cái nhà lớn kia xem sao, cái nhà gỗ ấy. Ok, mình sẽ lên xem là có cái đồ gì nhặt được không thì mình nhặt. MP90 nữa, vãi. Hai khẩu MP90 chắc là cũng đủ sợi rồi. Kìa bên kia có người bắn nhau kìa. Nó ở trên đùi kìa. Đấy mình nghĩ là nó ở trên đùi. Đấy, đấy mình thấy nó chạy kìa. Đấy nó sau cái ông đá kìa. Này thì chạy, phải chạy đi đâu này, xem thằng này. Này thì chạy. Đấy mình không hiểu sao bắn rất là ít đam luôn, không có đam luôn đấy. Đấy rất là ít luôn. Còn 2222 không mà. Đấy AK này bắn đậu xanh, nó bắn ở đâu rất là mạnh luôn, ở gần nhà mình luôn đấy. Mình nghĩ là nó ở sát gần nhà mình. Đấy thì thảo nào bắn rất là thấm luôn. Nó mới giật hai viên mà hết thì cần là 30-40 máu rồi. Ok xem nào, nó ở đâu. Mình nghĩ là nó ở quanh đây thôi. Xanh thằng đéo này. Con sâu này mày ở đâu phải. À nghe tiếng chân luôn kìa, mình nghe tiếng chân. Rồi từ từ nào anh em ơi. Phía ngoài kia. Này thì đi đâu, đậu sân. Đấy. Đáng nhẽ ra những pha như thế này mình nên nhảy lên. Chứ nếu mà nhảy lên thì nó bay tâm ấy. Cho nên mình cũng rất là giác nhảy luôn. Nếu kẻ địch nó dí tâm vào đầu mình thì chắc chắn là xác định mình đi luôn ấy. Đấy cho nên mà nếu mà vấp những pha này thì nên mà nên là nhảy lên chứ đừng có dí tâm như mình. Cái kia trên kia vẫn còn người kìa. Con sâu này. Ok thì mình sẽ sang xem luôn. Vã nhẹ lên nào, lên nào. À, kìa, tên người lạc đồ này, nhặt đồ này. Đi đâu cho thoát. Đấy, cái khẩu AK này bắn đam rất là mạnh. Mình thấy đam nó rất là mạnh luôn, nó lên. Chưa được khoảng là một băng thì nó đã chết người rồi. Theo mình là thấy rất là mạnh, không biết anh em nói hay bắn mạnh hay không. Đấy, nếu mà anh em mà ra liên tục thì dệt thôi rồi. Anh em cứ nhấp nhô thế cho nó buồn. Ok xem đạn súng trường này. Xem thằng này nhiều đồ ngon. Không biết máu kia. Xem vừa nói là không biết có máu hay không. Ba lô 2 rồi mà. Có ba lô 2 rồi thì phải nhặt nhiều đồ lên. Ok thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn cái giếng này có người này. Xem mà chạy đi đâu xem này. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em cái skin xem mới nha anh em. Ok thì cái skin này trông cũng khá là đẹp. Đấy thì mình thấy là cũng khá là đẹp. Mình nghĩ là một siêu phẩm luôn. Rồi ok thì kìa có xe. Mình sử dụng thằng này thì. Rồi mình sẽ review cho anh em xem cái chiếc xe này luôn. Ok. Rồi kìa nó ra kìa, nó cái xe này. Vãi. À mình quên nhấp vô cái này cũng được. Mình sẽ bắn xong thằng này rồi mình sẽ giới thiệu cho anh em luôn. Này thì mày chạy đâu, đi đâu, con sâu này. Kia kia, có thằng đéo nào bắn mình nữa. Thì trước mắt luôn, phía bên này. Đó xin là thầy đéo nào nhờ. Có hai thằng à. Đấy thì giờ mình còn hai bình máu mà. Quấn đi một bình, xíu xài bình sau. Rồi thằng này bên này nó xuống xe rồi, mình nghĩ là vậy. Rồi mình qua săn luôn. Kia kia, nó kìa. Đấy, ở đây rất là mất, cái này đây. Này thì chạy, mày chạy đi đâu, ok. Rồi thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em sơ qua về cái chiếc xe này nhá. Rồi thì ok thì như đây trên màn hình của anh em nhá. Đây là con xe Lamborghini chuẩn bị ra cho anh em nhá. Cái skin này cũng khá là đẹp, có đèn luôn, đậu xanh lần đầu tiên mình thấy luôn đấy. Có skin là chói chói như kiểu là hồng quang ở bên đấy. Anh em thấy thì rất là phê. Ở phía sau thì cũng có khí chạy ra.
Mình đánh giá đây là một siêu phẩm luôn. Lần đầu ra skin là cái siêu xe ấy. Mình cũng khá là ngạc nhiên bởi vì cái skin này chỉ có 55 kim cương thôi. Đấy, anh em thấy chưa, rất là đẹp luôn. Refine hiệu quả vãi. Cái con này mà đúng thật là cương người yêu thôi rồi luôn đấy. Anh em thấy chưa, rất là đẹp. Mình đánh giá là một siêu phẩm luôn bởi vì anh em có sử dụng cái skin này chỉ với 15 kim cương thôi. Khá đẹp, mình đánh giá cũng gọi là rất là ổn luôn, chỉ với 15 kim cương anh em có thể sở hữu được con xe này rồi. Ok, thì cái đoạn mình review qua cho anh em là như thế. Rồi, tiếp tục trở lại đến đấu này, thì những thông tin chi tiết nào về những cái bản cập nhật cũng như là những cái thông tin chi tiết mới nhất của Free Fire thì mình sẽ cố gắng cập nhật cho anh em nha. Đấy, thì cho nên anh em cứ yên tâm, nếu mà có cái gì mới thì mình sẽ cập nhật. Đấy, thì anh em nào thấy hay thì nhớ subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ mình, cũng như like và chia sẻ cái video hôm nay của mình nha. Nếu anh em có những thắc mắc và câu hỏi gì thì anh em có thể để lại ở dưới phần bình luận nha. Hả? Sân kinh nhân này có người. Đó, sân có xe kìa thằng này. À, mình nghĩ là nó ở trên thung lũng, nó phi xe xuống ẩn đậu xin nháo ở MP40. MP40 mà hơn M90 à. Đậu sân đéo gì mình đéo chịu nổi luôn. Tôi nghĩ là MP40 nó hơn là MP90 đấy. Thằng này nó láo. À, đúng rồi, thì MP90 hơn mình nhặt MP40. Ok, MP40. Bởi vì MP40 thì bắn độ khá ok. Thằng này đéo có máu luôn. Mình đéo hiểu sao mà nó đéo có máu mà nó bắn mình. Chắc là nó muốn bắn mình để nhặt máu mình đây. Đấy, mơ đi cưng à, con sâu này. Ok, trên kia có người kìa. Ê, vừa nãy còn thấy bắn nhau ở trên kia. Đậu xanh đâu rồi? Đấy, vào xe cái là mất hướng luôn. Mình vào xe cái là mất phương hướng luôn. Không biết chỗ nào mà bắn nữa. Đậu xanh đâu? Nãy giờ đi ở thung lũng gọi là bét tè là nhà rồi. Đấy, vì không hiểu sao ở thung lũng mình rất là rèn luôn. Chứ ở chỗ khác đúng thật là mình mình gọi là không biết chơi luôn đấy. Kiểu như nhảy ở đoạn sắp đồng hồ các kiểu ấy. Kiểu như là mình chưa quen thuộc cái địa hình đấy, cho nên mình cũng không quen thuộc cho lắm. Cứ nhảy ở thung lũng thì chắc chắn là mình thấy rất là ổn bởi vì mình quen rồi. Đấy, thì anh em nào xem cái live stream của mình nhiều thì sẽ biết nha. Cũng như là xem những cái clip của mình thì sẽ biết là mình rất là rèn ở thung lũng luôn. Ok, trên kia có người kìa, đội xanh nó bắn kìa. Xe, đội xanh. Thằng đéo này là sao nhỉ? Rồi, đâu rồi. Mình không thấy nó, ấy nó bắn mình kia. Thế mình nghĩ là nó xuống xe rồi hay sao ấy. Ok, thì mình sẽ lượn một vòng xem là nó ở đâu. Đấy. Cái kia nó bắn mình nữa. Là thế đéo nào nhờ. Mình nghĩ là nó vứt xe ở phía đâu rồi phải. Ok, thì mình sẽ lượn qua, giờ này mình sẽ lượn qua xem là nó ở đâu. Sẵn xe nó vứt đâu nhờ. Khó nhờ, đúng thật là nhiều lúc mình cũng phải là suy nghĩ thôi. Rồi, vứt xe luôn, đi nào. Thế đéo nào mà nó vứt xe đâu. Đậu vãi. Vừa nãy mình nó có vứt xe thì nó mới có thể bắn mình mà. Nó vứt xe thì nó ở đâu đây thôi. Thì nó chưa đi xa được đâu, mình nghĩ là vậy. Vãi, đi nổ luôn. Đâu rồi nào. Rồi đây. Đậu xanh mấy ông này. Ok, thì mình sẽ tròi xem là có liệu có nó ở trên hay không. Đậu xanh vịt không có anh em à. Nó thế đéo nào nhờ. Phần căng à. Vãi. Vừa nãy thì thấy nó vứt xe dưới gì à. Xe jeep quân đội ấy. Vừa nãy thì mình tưởng là nó lấy nó chạy. Ai ngờ thì nó vứt lại và nó giữ lên hàng thôi anh em à. Ok, thì mình sẽ núp đây xem sao. Rồi, thì mình sẽ xuống và công à, kia trích của bắn nhau. Và kia là thế đéo ra nhờ. Giờ mình nghĩ là mình phải lên thôi. Mình quyết định là mình lên. Ok, mình sẽ lên trên kia và mình kênh hai thằng kia luôn. À, trên kia có hai thằng bắn nhau. Xanh. Vừa nãy mình nghĩ là thằng lái xe nó chạy lên trên kia rồi. Đéo hiểu sao mà lên trên này bắn nhau là sao. Bắn nhau với mình không phải là hay hơn này.
sẽ nói đâu. Đấy, bỏ đến cho an toàn. Ok, mình sẽ bỏ đến cho an toàn. Nó đâu, động vãi. Bắn ra xem, à, kia, thấy rồi, động vãi đâu rồi. Khá là núp khá là kỳ đấy. Ok, này cũng không phải kỳ đâu. Đấy, của AK này bắn ra cũng khá là kinh dị luôn đây này mà. Đấy, thằng nào đối đâu với mình thì chắc là đi luôn. Đấy, trừ khi nó bắn lén thôi, nó bắn là trừ sau đến. Còn thì bắn những nơi mà mình không biết là dấu ấy, và không biết địa điểm của nó ấy, thì chắc chắn là mình thua. Bởi vì những cái vai ấy rất là khó mà xác định được vị trí của nó luôn. Thế cho nên là rất là khó mà có thể là gọi là bắn phản đam lại ấy. Ok, thì bây giờ nhặt đồ xem là có đồ gì nhặt được thì nhặt, không được thì vứt nào. Dạ, thêm này không dùng, nòng 32 ơn, bán 2, à đồ xin bán 2, xin bán rồi quên luôn rồi, bán 2 nhặt. Rồi, thì bây giờ vào bo đã, xíu tin sau. Ok, thì là nãy giờ không thấy ai luôn, thấy một thằng thôi à. Khá là buồn, bắn mà đi tầm solo thế này cũng khá là buồn. Mà đi tầm 4 thì cũng khá là hắc não luôn, nhiều lúc mình cũng chả thể hiểu được vì sao kia đội sân có sao có người bắn kìa. Đấy, mình nghĩ là vì sao có người đéo bo ở đây rồi, nó núp ở đâu đấy, thì mình nghĩ là giờ mình chạy vào thì nó bắn mình đấy. Nhưng game mong thì nó không thấy mình đi, chứ nó thấy mình thì cũng chả xong gì đâu. Mình nghĩ là nó móc ở phía trên xuống thì phải, phía trái ấy. Mình nghĩ là vậy. Ok, thì mình sẽ cố chạy nhân hết mức. Đậu xanh kia kiệt động vãi, biết ngay mà. Ok, thì chết rồi. Cảm ơn anh em đã xem cái video hôm nay của mình. Thì anh em nào thấy hay thì nhớ subscribe, đăng ký kênh và nhớ chia sẻ cái clip này hôm nay của mình nha.